先拿。Ôi, hôm qua đi làm về quên đưa tiền cho mẹ mày. Mua sách cho thằng Mốc. Thôi sao có bằng này thưa á, hôm qua chị trả em 200 mà. Làm gì có mà chủ bà chị trả thế thôi, còn đâu nữa. Hết nên em chạy. Mua sách cho Mốc ấy, thế bố mẹ ở nhà đi cắt cỏ trâu nhá. Ừ. Mà cho Mốc trong em ở nhà để mẹ đi mua sách cho nhá. Ở nhà nhớ cắt cỏ cho trâu ấy. Rồi. Mốc ơi, mẹ mua sách về cho Mốc rồi này. Quả. Đấy, sách em Mốc đấy. Sách em Mốc mày, Mốc đi học đấy. Quả đấy, đúng rồi. Quả. Ờ. Quả. Ờ, quả đấy. Thôi, không nghịch sách em Mốc nha. Này, mày dọa tao à? Mày làm tao giật mình. Mẹ ơi, nghịch nước ướt hết rồi. Mẹ, không nghịch nước. Đây, thuốc của bé đây. Mang về xong là cho vào vải, xong là túm, xong bóp bóp chấm vào cho cháu nhé.
Chấm hai ba ngày vào. Bé chín thôi nhá. Thôi hết bao nhiêu tiền hả bác? Thôi bác còn lấy tiền đâu, bác của bé thôi. Con cảm ơn nhá. Đi về nhá. Đi về nhá. Bye bác. Bye bác nào, bye bác. Bye bye nhá. Giỏi quá. Bye bác nhá. Bye bye. Thank you.
không nhé? Đi đâu? Xe đang kia hả? Cho mẹ đi xong là bim bim kia cho em một gói nhá. Vâng. Bố mẹ em đâu rồi? Bố mẹ em đi chơi rồi. Mẹ ơi ngon thế con ăn với. Mang qua để mẹ lấy cho. Ngon không?
cơm chín rồi, đi gọi bố với em về ăn cơm nhé. Vâng ạ. Đi về nhanh lên rồi ăn cơm. Hai đứa ơi,
mua gì mua. Cắn ngon lắm chị ạ. Đấy bán cắn là gì? Bao tiền một túi chị? 10.000. 10.000 cái ốc. Ốc 20.000 một túi. Này. Bên này mới đúng. Đúng rồi mà đúng. Bên này mới đúng. Cái bên này quay nào, lùi ra xem nào. Quá. Ta biết làm cũng bảo nghe. Đấy chứ. Tiêu đâu làm cái gì.
trôi thì chưa thấy nào. Đấy. Làm đi. Ồ. Đi làm. Ra đây hộ buộc cái nào. Ra đây bạn đi nào. Đi làm. Buộc kiểu này này. Kiểu đi buộc đi, kiểu buộc biết buộc thì buộc đi. Làm cái gì chả lên hồn. Không biết làm. Thì mình biết làm thì làm đi, cứ nói nhiều. À, biết làm. Nhanh lên mà cứ nói nhiều. Đấy, mình như thế này. Làm không biết làm vớ vẩn vẩn đấy đấy chưa làm này được chưa đúng chưa đẹp chưa cứ cãi làm cứ bảo làm cái nọ làm cái kia đây đây đá ghê lấp về tôi tìm đá về mà lấp gì ấy mẹ? Làm đu cho hai anh em mình chơi. Chồng em ấy nhá, em đang ngủ ấy nhá, tí em dậy không biết đâu. Vâng. Sao mày làm cái gì mặt nhỏ thế? Không trời đẹp trai quá nhỉ. Mặt nhỏ em hết rồi. Về cho Châu về, chồng về nấu cơm lâu thế. Nhanh nhanh lên một tí nào. Làm nó chắc chắn chứ. Làm cho mèo làm gì. Chậm cá chậm chạp. Không biết làm thì thôi. Tối rồi còn ở đây còn lầu mò. Châu lầu mò tao làm cho các cháu, các con đã chơi. Nhanh tay lên nào. Nhanh gì mà nhanh. Làm nốt đi nhá, em về nấu cơm đây. Rồi. Để cho Châu về nữa. Bố ơi, con ngồi hủ được không? Được, ok. Ngồi đấy. Tí nữa em ngủ dậy, hai anh em mình ra ngồi chơi nhá. Vâng. Đấy, bố làm cả buổi chiều đấy. Công bố làm cả buổi chiều đấy. Đấy, đu mạnh lên. Đấy. Đu mạnh lên. Này, đó. Chưa không? Cứ mạnh lên. Đu mạnh lên. Tí nữa em dậy là hai anh em phải ra đây ngồi chơi nhá. Vâng. Đấy, bố vừa xong rồi nhá. Vâng. Tí nữa em dậy cho em ra chơi nhá. Vâng. Bố về cho lợn gà ăn thôi. Chuột nhiều quá, phát xung quanh đi không là chuột ăn hết. Rồi, em đi ra ngoài có việc tí. Tí tôi phát đi làm. Rồi.
ra đây làm một chị một buổi. Chị đi trên này có việc tí. Chị vào làm dọn là chị không biết muốn làm ở dưới kia không, thở đôi ngủ chưa vào giờ không đi dép không được đâu. Thở đôi ngủ chưa làm chị buổi nhá. Xuống tí nữa cái đứa ở dưới nó đang làm kia nó bảo làm cái gì thì mà nó bảo. Đi vào đó. Này, chiều nay chị đi vắng thì nhờ cái em này làm hồ con giấy em muốn em bảo rồi xuống đó với lại làm các việc ở dưới kia cùng em nhá. Ê,
nhá, bố phát ở đây nhá. Bố phát cỏ đây, con ngồi đây chơi nhá. Bố đi phát cỏ rậm quá rồi nhá. Cứ ở đây chơi. Bố đi phát. Đỡ. Đóng cửa vào. Để bố phát cỏ nhá. Đấy, đóng cửa vào. Chơi con lấy ô tô chơi đi ô tô nhá. Đây, bố phát cỏ. Rồi. Bé ơi, bé ở đây chơi ô tô nhá. Bố Cường làm nhá. Bé đứng đấy xem bố phát nhá. Chân nhỏ.
Đây bên này là gà chân to, ngoài kia gà chân nhỏ. Ờ, gà chân nào cũng có. Ờ, nhá. Thank you.
đi đổ cho cá ăn lên nhá, để ta đi phát bờ. Thank you.
đây rồi à? Đi thôi, bố mày về thịt gà thịt ngan đi này. Ai cho đấy? Bà chủ cho ấy. Bà chủ cho mày hôm nay rơi xuống hồ còn chết chết. Ôi giời ơi, bao nhiêu lần bảo đi tập bơi chả chịu đi. Thôi để hôm nào tôi dạy. Có cái gì đâu. Về rồi em ơi, chào mẹ nào. Chào mẹ, nhé nhé. Chào mẹ. Yêu mẹ nữa. Bên này, ôm cổ. Ôi dồi ôi, thương quá. Ôi, tí nữa, chút hôm nay tí mới mẹ chết đuối à. Đi vào nhà nhá. Ở nhà mẹ nấu cơm hộ bố nhá. Còn ở đây chơi một mình nhá. Sao đấy? Ở đây xem mẹ thịt ngan nhá, tí ăn còng nhá. Bố thịt nhỉ. Ngon thế, đúng rồi. Thịt ngan. Thịt vịt. Trứng cỏ. Ờ. Trứng cỏ. Ừ, ăn nào. Bé ăn không? Ăn không nhỉ? Để mẹ lấy nào. Ôi dùi, dài quá, cứng quá. Rồi thế thôi, được rồi. Nhiều rồi. Không đi. Thì thôi. Đi về thôi, nói nào. Đây bố mày xả này. Rồi, đưa đây thôi. Đẹp ơi, con về đây bố nào. Bố nấu rau xong đợi anh về là ăn cơm nhá. Tí bố băm cho con ăn còng nhá. Được rồi, được rồi. Tí nữa bố băm nhá. Tí bố Cường băm cho ép ăn còng nhá. Ngoan thế, ôi dồi. Thịt nào. Lát rồi. Lát rồi.
bố để chuẩn bị ăn cơm à? Hôm nay cô giáo có trang điểm không mốc? Ăn cơm nữa, nhanh lên. Lên đây, lên đây. Bố đi mời bê được cơm ra ăn cơm. Ê, về đây mẹ, về đây mẹ. Đi ra mẹ tươi. Mốc ơi. Ừ. Mốc mời mẹ ăn cơm nhá. Mời mẹ ăn cơm. Ờ. Ngoan thế. Ôi ơi, ẹp ngoan thế nhỉ. Mời anh Mốc ăn cơm. À, con đi lấy kìa cho em đi. Đi khoanh tay mời anh Mốc ăn cơm, con mời anh Mốc ăn cơm. Tô để ăn cơm nào. Cơm quá. Màu ngon này, làm khen. Ừ, con tô, con tô, con tô ăn cơm nữa nhá, tí không lấy. Chị Cưng ơi. Ờ, này. Ôi, xem nào. Xé thịt nhá. Xé thịt. Hôm nào ấy, tôi đưa mấy mẹ con mình đi tập bơi nhá. Vâng. Suối bố. Ừ, đi suối đi bơi nhá, tập bơi nhá. Em đi tập bơi nhỉ, đi tập bơi nhỉ. Ở đây mẹ xé thịt cho nào. Thế ngồi đây mẹ ăn cơm nhá. Ở thế ngồi đây mẹ ăn cơm. Ăn đi. Nào, mẹ bón cơm nhá. Hôm nay đi học cô giáo chấm điểm không? Không ạ. À. Thế dạo này cô giáo có phê bình hay khen không? Cô giáo bảo sao không? Cô giáo bảo gì ạ? Đây ạ. Làm sao ăn cơm nhớ cái gì nhỉ? Dạ, con trâu kìa. Mèo kìa, mèo. Em hôm nào muốn cho đi bơi. À, đi bơi nhá. Ăn đi. Này, mẹ có. Thế là ăn hết cái đùi đi nghe. Anh vào. Ai đi trước? Bốc. Bốc ai bốc? Con bốc mà chặt đùi. Được. Bốc ca 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 2 đi tiếp. Hết. 5 6 7 8 9 10. 1 8 5 6. 5 6 7 8 9 10. 1 8 5 6. 5 6 7 8 9 10. 1 8 5 6. 5 6 7 8 9 này. Đấy, này làm mạnh thôi. Nhanh. 3
10 tiếp. Thôi tao đã đi đâu? 2 tiếp. Thứ 7, có chưa? Không mà đi. Có đôi 10 mà. Ừ. Ngáo thế. Quy đôi ba đôi sáu thành thua. Đôi ba đôi sáu đôi quy thành thua. Thank you.
Ôi trời, bé ơi, quả dưa này to quá. Già rồi, để làm giống thôi nhỉ. Thôi để đây, để làm giống. Con mình đi về đi chợ nào. Đi chợ nhá, trời gió to sắp mưa rồi. Nhanh lên. Thank you.
Đưa cho bà. Đây đây đây. Rồi rồi.
Bye bye.